Người khôn ngoan tránh xa 10 điều dễ gây tổn hại phúc đức, nghiệp báo về sau. Quý vị thân mến, âm đức là tinh hoa của văn hóa truyền thống, là thể hiện tâm tín Phật, hướng thiện, kính sợ thần linh, tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sống ở trên đời này nên làm điều thiện tích đức. Điều này không chỉ tạo phúc cho gia đình, cho bản thân mà còn tích đức cho con cháu đời sau. Muốn tích âm đức thì phải có lòng nhân ái và làm nhiều việc thiện. Âm đức vốn không tự nhiên mà có, nó cần phải trải qua quá trình tích lũy và bồi dưỡng. Thế nên bên cạnh việc tìm cách tích đức, điều quan trọng không kém là tránh xa những việc làm khiến phúc đức con người hao tổn. Từ xa xưa đã lưu truyền 10 việc làm được coi là hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày, khiến phúc đức dần rời xa bạn. Một khi phước báo cạn kiệt, cuộc đời sẽ ngập đầy tai họa, sa sút, làm gì cũng khó thành, tài lộc sức khỏe tổn hao nghiêm trọng. Do vậy chúng ta nhất định phải tránh xa 10 hành vi này nếu muốn tránh xa tai họa. Thứ nhất là lòng dạ hẹp hòi. Đạo Phật dạy rằng lòng dạ lớn bao nhiêu thì phúc đức lớn bấy nhiêu. Tâm địa của một người càng bao dung rộng mở thì nhận về càng nhiều tốt đẹp của thế gian. Nhưng nếu tâm địa hẹp hòi, làm việc gì cũng luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cách tư lợi cho bản thân, sau đó tính toán chi li, thì phúc báo sẽ dần tiêu hao hết. Thế gian này có được thì có mất rồi thì sẽ có được cái khác. Cho nên chớ tức giận, càng không cần tranh giành, đấu đá nhau làm gì cho mất công. Người ta chỉ có thể phóng đại được tâm lượng của mình khi biết nhẫn nại, kiềm chế. Trong cuộc sống, hết thảy mọi việc phát sinh đều có hai mặt chính và phản. Những khó khăn, ngăn trở tạm thời sẽ là bậc thang cho những thành công trong tương lai. Những cực khổ của ngày hôm nay nhất định có thể trở thành những huy hoàng sau này. Một người nếu muốn đạt được thành công thật sự trong cuộc đời, nhất định phải nhẫn nhịn chịu khổ, mở rộng tấm lòng. Người có tâm lượng lớn, tấm lòng rộng mở, ắt là người có tài năng, đức độ và nhận về phúc phần sâu dày, được người đời xem trọng. Ngược lại, người lòng dạ hẹp hòi, luôn toan tính chi li từng tí, sẽ chỉ càng khiến cho âm đức ngày càng hao tổn, cuộc đời thêm gập ghềnh chúc chắc là điều tất yếu. 2. Thường xuyên nóng giận. Giáo lý nhà Phật có câu, nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm. Nghĩa là một niệm sân tâm sinh ra, đốt trụi cả rừng công đức. Ở đây sân là cơn giận, lòng giận dữ nóng nảy, thù hận, khi không vừa lòng, không được như ý, thỏa muốn. Nóng giận là hành vi tổn hao hâm đức rất lớn nặng. Một khi tâm sân hận, tức giận nổi lên mà ta không thể tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì dù đời trước đời này đã tích lũy bao nhiêu công đức, làm bao nhiêu việc thiện, chăm chỉ tụng kinh bái Phật ra sao cũng thành vô nghĩa. Khi đó trăm ngàn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại sẽ tiếp nối ngay theo sau đó. Cho nên muốn tích âm đức cho mình, nhất định phải xóa tan cơn nóng giận ở trong lòng. Ba là bất hiếu với cha mẹ. Cổ ngữ nói bách thiện hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức, trước hết phải hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của con người. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Một người ngỗ ngược với cha mẹ thì đó chính là bất hiếu, chắc chắn sẽ tổn hao phúc đức của bản thân, khiến sự nghiệp sa sút, gia đình không hòa thuận, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn và phiền toái. Bởi vì đó chính là nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp lớn nhất. 4. Phạm tội tà dâm ngoại tình. Người xưa có câu vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là trong vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu, vì vậy mà tội nghiệp nó để lại cũng không nhẹ một chút nào. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Một người có mệnh phú quý, nhưng một khi mắc tội tà dâm thì có thể trở nên khốn khổ lao đao cả cuộc đời. Một người có mệnh hưởng thọ phúc, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì bệnh tật sẽ triền miên. 5 là ăn trộm ăn cắp. Trộm cắp vốn là khái niệm rộng, chỉ cần bạn chiếm hữu những thứ không phải là của mình làm ra thì đều được xem là hành vi trộm cắp. Hành vi này không chỉ khiến cuộc đời mất đi phúc đức, gia sản tiêu tán, mà đời con cháu sau này cũng sẽ chịu quả báo nặng nề. Quả báo của tội trộm cướp nặng thì nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân xúc vật để trả đền cho người, nhẹ thì ruộng vườn nhà cửa tài sản
bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Làm người, hãy biết sống trong sạch, liêm chính để tạo phúc cho đời sau, bởi trộm cắp chỉ khiến âm đức tổn hao nghiêm trọng, cuộc đời đi đến kết cục nghèo khó thảm hại. Ngược lại, một người thường xuyên bố thí sẽ tích được âm đức sâu dày, chiều tới toàn là thiện quả phú quý và bình an. 6. Sát sinh và hại người. Trong hết thảy tội nghiệp thì sát sinh là một trong những hành vi tiêu hao âm đức lớn nhất, mà nặng nhất chính là sát hại người, giết các động vật thông thường cũng sẽ tạo tội nghiệp. Sinh mệnh nào đều mong muốn được sống và sợ cái chết. Nếu một người bởi vì tư dục mà tạo nghiệp sát sinh, giết hại chúng sinh thì không chỉ khiến cho bản thân mất dần tâm từ bi, lòng nhân ái mà còn làm hao tổn âm đức của bản thân mình. Có thể mua thịt ăn, nhưng giết chết các sinh vật còn sống làm thức ăn sẽ hao tổn phúc thọ. Người thỉnh thoảng sát sinh, cơ thể sẽ ôm yếu nhiều bệnh, tuổi thọ ngắn, cuộc sống bần cùng, tướng mạo xấu xí và oán khí rất nặng. Trên đời này, mỗi sinh mệnh đều có nhân duyên riêng. Người thường xuyên sát sinh thì chắc chắn sẽ đánh mất duyên kỳ ngộ trong cuộc sống. Lúc đó, bao nhiêu tài lộc phú quý cũng sẽ rời đi. 7. Gieo khẩu nghiệp ác ngữ. Nói chuyện ta phải chọn lời hay ý đẹp, nói những lời tốt đẹp đạo mạo mới mong có phúc báo. Còn những người thường xuyên nói những lời ác độc, giận dữ, nạt nộ, coi khi người khác, tức là đang tự làm hao tổn âm đức của mình. Thần có 3 điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có 3 điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu thì có 4 điều, đó là nói ác, nói dối, nói thêu diệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm 4 điều ác trong 10 điều ác. Từ đó chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý khẩu nghiệp. Một câu nói thiện ấm 3 đông, lời ác lạnh 6 tháng dòng. Những lời nói châm chọc, nói móc, chế nhạo, phỉ báng, vũ nhục người khác tựa như một nhát dao sắc đâm vào tâm can của người nghe, mang đến những tổn thương không gì vãn hồi được, đồng thời cũng làm tổn hại âm đức của bản thân. 8 là tham lam vô độ. Nếu một người quá tham lam mà không biết đủ, không biết hài lòng với những gì mình đang có, thì cũng sẽ làm hao tổn, hao mòn âm đức. Tuy nhiên, phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Thế nhưng, tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Lòng tham lớn dần lên theo năm tháng, qua những bề dâu mà mỗi người gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Thực tế, sự giàu có không đến từ việc tham lam vơ vét mọi thứ xung quanh mình, hay keo kiệt, bò bò giữ của không muốn cho ai. Ngược lại, keo kiệt và tham lam khiến cho cái nghèo, cái khó sẽ mãi đeo đuổi chúng ta. Không làm việc thiện thì phúc báo khó mà có được. Không biết thông cảm và giúp đỡ mọi người thì nhân duyên cũng theo đó mà sa sút. Chẳng những không thành công trong sự nghiệp mà còn khó có được hạnh phúc trong cuộc đời. Chẳng có tiền bạc nào là vĩnh cửu, người chết đi cũng chẳng thể mang theo tiền bạc. Tùy lòng tham khi được thỏa mãn có thể mang lại sự vui vẻ, sung sướng nhất thời. Nhưng xét kỹ về hậu vận thì người có những tính xấu trên khó có được phúc lành. 9. Không tin vào nhân quả. Khi nói đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ, không có thật của Phật giáo. Với những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều viển vông. Nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả. Nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả là kết quả hay quả báo. Cách bạn đối xử với thế giới này ra sao, thế giới sẽ hồi đáp lại bạn tương tự. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình hình thành, trụ, hoại, diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý, mà luôn tuân theo một định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả.
Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm và lặng lẽ, luôn luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Khi con người không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin có đời sống kế tiếp, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì mà họ mong muốn. Không có điều gì ràng buộc hành vi của bản thân, việc gì cũng dám làm thì sẽ rất dễ tạo nghiệp xấu. 10 là tổn hại đến sức khỏe. Những hành vi làm tổn hại đến sức khỏe của bạn cũng sẽ làm giảm âm đức của bạn. Sức khỏe mà thể chất tạo hóa ban tặng cho mỗi người từ khi sinh ra chính là phúc đức lớn nhất ở trên đời. Nếu không biết quý trọng thân thể, thường xuyên làm tổn hại thân thể, thường xuyên ăn ngủ không đúng giờ, sinh hoạt bừa bãi, âm đức của bạn sẽ dần tiêu hao mài mòn. Cơ thể đổ bệnh cho thấy phúc báo hao tổn quá nhiều. Muốn tích thêm phúc đức thì phải học cách nâng niu thân thể, ăn ngủ, vận động thường xuyên hơn. Đây cũng là một cách để tích lũy phước lành cho bản thân. Quý vị thân mến, con người sinh ra như tờ giấy trắng, sống thiện thì thành người thiện, sống ác thì thành người ác. Bởi vậy, Phật dạy phải tu tâm hàng ngày, hàng giờ để sửa mình, cố gắng trở thành người thiện, tu được nghiệp lành. Người ta đấu đá tranh giành, so bì tị nạnh lẫn nhau, rốt cuộc là vì thứ gì? Đời người ngắn lắm, mấy chục năm tường dài mà trôi nhanh như một cái chớp mắt. Có về với cát bụi, thứ mang theo chỉ có tội hoặc phúc. Cho nên nhất định phải tìm cách tích đức hành thiện mỗi ngày, đặc biệt là tránh xa những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày như trên. Hãy là một người sống chan hòa, không hại người và giúp đỡ người khác. Tích âm đức không khó, nhưng cũng không đơn giản. Người xưa dạy rằng, lập công danh chẳng bằng tích âm đức, tức dựng, lập tiếng thơm. Theo đuổi địa vị cao sang chẳng bằng bồi đắp âm đức cho bản thân, bởi đức là ngọn nguồn của hết thảy những phúc báo.